thì đây là một cái sản phẩm rất đáng để các bạn lựa chọn. Ánh sáng này không hề thua kém bất kỳ một cái sản phẩm nào cao tiền hơn nó. Chào các bạn, nay Titan sẽ đến các bạn một thương hiệu mới nhất trong gia đình của Titan, đó là Platinum. Ở bên ngoài bao bì chúng ta thấy được là cái sự chỉnh chu của hãng, từ các phần bên hông cũng như là cái thông số và cái thương hiệu và thời gian bảo hành. Đặc biệt đây là cái thông số đằng sau thì thể hiện rất là rõ tất cả các thông số mà bao bì đang có. Rồi, mình xin tiến hành đi vào bên trong để các bạn xem nhé. Thì ở bên trong nó sẽ có hai quả bi và có một cái bọc để bảo vệ những cái quả bi này. Việc đầu tiên á, là mình thấy là quả bi này thiết kế rất là hài hòa. Đầu tiên là cái len của nó là 3.0 và cái phần giữ len của nó sẽ có một màu xanh, và chúng ta liên tưởng ngay đến màu xanh của laser, giống như trên một số quả bi laser của BMW thì cái màu xanh này đặc biệt và khác tất cả những phần còn lại trên thị trường. Và vẫn như B-LED và B-Laser khác thì nó sẽ có một cái phần body bằng nhôm nguyên khối, phần tại nhiệt nằm ở đây và cái phần quạt ở sau cùng. Cái sự khác biệt của bi này đến từ cái việc nó có thể tháo hai ốc này ra và tháo cái phần đuôi này ra, giúp cho việc bảo hành, bảo trì nếu có sự cố xảy ra rất là nhanh. Thì ở phần len của nó sẽ phủ một lớp AR, một công nghệ độc quyền của hãng, giúp cho việc cho ánh sáng ra bám đường hơn và tăng sáng hơn, chống chói, giúp cho người đối diện không bị chói. Đây là một cái công nghệ rất là hay và hãng đã áp dụng xuyên suốt cho rất nhiều sản phẩm của mình. Và giờ đây Titan Platinum cũng được thừa hưởng công nghệ này, và nó sẽ tạo ra sự khác biệt với việc thiết kế tương đối là phù hợp với các lỗ ốp để bắt. Thì gần như tất cả các dòng xe trên thị trường hiện nay, kể cả những dòng xe đã có bi cầu, bi halogen hoặc là xenon hoặc là bi LED, đều gần như đều có thể tương thích lên tất cả các dòng xe đang có trên thị trường hiện nay. Đây là một sản phẩm mình đánh giá là có sức đột phá rất là cao về độ sáng, độ bền. Với giá bán là 9 triệu cho sản phẩm bi LED của Titan Platinum và thời gian bảo hành lên tới 3 năm, thì đây là một sản phẩm hứa hẹn sẽ có mức giá cực kỳ phù hợp dựa trên giá thành cũng như là hiệu năng nó đem lại. Và đây chắc chắn là một cái sản phẩm mà rất nhiều người sẽ mong đợi.